sáng nay bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa có buổi thăm và làm việc với ban tuyên giáo thành ủy đà nẵng ủy viên trung ương đảng bí thư thành ủy nguyễn văn quảng cùng chủ trì buổi làm việc cùng dự có trưởng ban tuyên giáo thành ủy đoàn ngọc hùng anh theo báo cáo, nhìn chung thời gian qua, toàn ngành tuyên giáo thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhất là từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động theo hướng chuyển đổi số, chủ động tham mưu cấp ủy nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp bằng nhiều phương pháp, cách thức khác nhau. Chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn ngày càng được nâng cao toàn ngành tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và tuyên truyền sâu rộng công tác phòng chống dịch COVID-19, tạo sự ổn định đồng thuận về tư tưởng, góp phần duy trì, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành tuyên giáo thành phố, nhất là trong công tác xây dựng đảng. Tuy nhiên, trước tình hình mới, Ban tuyên giáo Thành ủy cần tiếp tục nỗ lực, cố gắng hơn nữa để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, đồng thời bày tỏ mong muốn Ban tuyên giáo Trung ương tiếp tục quan tâm sâu sát, có những chỉ đạo kịp thời để công tác tuyên giáo tại Đà Nẵng đạt được thêm những thành quả tốt đẹp. Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ phấn khởi trước những kết quả mà ngành tuyên giáo Đà Nẵng đạt được, thể hiện sự nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc tích cực của thành ủy trên các mặt công tác, nhất là trong việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Về phương hướng nhiệm vụ thời gian đến, Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, mục tiêu quan trọng nhất của ngành tuyên giáo vẫn là bám sát nhiệm vụ chính trị, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, khôi phục kinh tế xã hội, thực hiện khát vọng dân giàu nước mạnh. Trong đó, công tác xây dựng đảng vẫn là yếu tố then chốt để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Đối với tuyên giáo chúng ta xây dựng đảng về chính trị tư tưởng, tổ chức, cán bộ, và thực hiện các cái nghị quyết về công tác xây dựng Đảng thì chúng ta tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo cho thật là tốt để mà chúng ta tạo nền tảng về chính trị về tư tưởng để năm 2022 chúng ta cứ gọi là cất cánh trong ngoài kép thì cất được tới đầu theo cái tăng trưởng 6,7 hay là hay là 7% nhưng phải quyết tâm chứ không thể nào nếu mà chúng ta cứ không có một cái khát vọng thì lại tuột hậu Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu ngành tuyên giáo thành phố cần tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc tác phẩm một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời chủ động sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin để tăng cường thông tin kịp thời các vấn đề dư luận quan tâm, đổi mới hơn nữa công tác tuyên giáo để bứng yêu cầu trong tình hình mới. Ta quyết tâm ứng dụng công nghệ đồng hành với các đồng chí năm 2022 có thể là một ta đột phá cái này không? nhưng công nghệ phải phát triển thì phải có quản lý chứ không thể để công nghệ mà 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 nó lọt ra các cái chỗ khác không cần thiết thì chúng ta hết sức là chú ý cho. Đối với các đề xuất kiến nghị của thành phố Đà Nẵng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và cho biết Trung ương sẽ tiếp tục tổng hợp, xem xét và cho ý kiến để giải quyết các khó khăn vướng mắt, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo không chỉ cho Đà Nẵng mà còn cho nhiều tỉnh, thành, địa phương trên cả nước.